Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 dự đoán may mắn đang tỏa sáng trên bạn về sự nghiệp. Người làm công ăn lương thì có thể được thăng chức và tăng lương. Tài lộc có may mắn không quá tệ, nhưng bạn phải xử lý nó một cách khôn ngoan. Năm nay thì bạn có vận đào hoa, vì vậy các bạn hãy để ý, đặc biệt là với những người đã kết hôn, các cặp vợ chồng sẽ có một bất ngờ trong năm nay. Mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nạp âm ngũ hành là Lưu Trung Hỏa, đa phần là người miệng lưỡi sắc sảo, lòng dạ ngay thẳng, lợi quan cận quý. Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm này, đối với các gia chủ tuổi Bính Dần sẽ có những khó khăn trong cuộc sống, ảnh hưởng tới quá trình xây dựng sự nghiệp của mình. Phúc tinh giáng chiếu mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho mệnh chủ. Gia chủ tuổi Bính Dần nhận được phúc tinh may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Những gia chủ tuổi Bính Dần sẽ có đà phát triển, có thêm bước ngoặt lớn trên con đường thăng tiến tài lộc của mình. Hung tinh không vong đáo mệnh, năm nay những gia chủ tuổi Bính Dần sẽ phải chịu nhiều khó khăn, có tác động ít nhiều đến con đường thăng tiến và may mắn của gia chủ. Năm 2020 Canh Tý, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, hỏa thổ tương sinh nên mạch kiếm tiền linh hoạt, cơ hội kiếm tiền thì rất nhiều. Người làm việc cùng với nhân viên chính phủ năm nay ngược lại phải thận trọng. Từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm, xử sự khiêm tốn để tránh trong lúc vô tình đắc tội với lãnh đạo, khách hàng, đồng nghiệp xung quanh mà không biết, gây ảnh hưởng lớn đến tiền đồ sự nghiệp của mình. Để tăng cường vận thế sự nghiệp cho năm 2020, hãy sử dụng tranh thất tinh bát quái trận đồ treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc để kích quan vận và sự nghiệp năm 2020. Nam mệnh sinh năm 1986, năm nay gặp thái âm chiếu mệnh, mọi thứ tương đối vừa ý. Có thể truy vấn công danh sự nghiệp, cũng có thể thích hợp theo đuổi đối tượng, ngưỡng mộ trong lòng. Nữ sinh năm 1986, năm nay gặp thái bạch chiếu mệnh, có cơ hội xuất giá nhưng phải cẩn thận các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột, phụ khoa, đi lại thì phòng kẻ xấu. Tổng quan vận hạn của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm Canh Tý 2020. Thái tuế lưu niên tương sinh với mệnh chủ tuổi Bính Dần 1986. Tổng thể vận thế mà nói thì không hề tầm thường, bởi vì mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Đối với sự nghiệp thì dễ dàng gặp được người có thâm niên giúp đỡ trong công việc, mở rộng tầm nhìn, xác định rõ mục tiêu phương hướng, khiến cho mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trên cương vị công tác để có được quyền lãnh đạo. Để nghênh đón thái tuế, mang lại cát lành, may mắn cho gia chủ, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế phủ. Hơn nữa, bởi vì gặp sao dịch mã mà càng tăng thêm vận may trợ giúp, có lợi cho những chuyến đi bôn ba xa nhà như là mở rộng quy mô công việc, gây dựng sự nghiệp tại nơi đất khách quê người. Năm nay thì sự nghiệp cùng với công việc học tập của mệnh chủ tuổi Bính Dần 1986 sẽ được phát triển mạnh, đó là tích cực cố gắng, làm ăn chơi thật, tương đối có lợi cho việc học tập thêm nhiều kiến thức và kỹ năng. Còn về mặt tài vận tương đối ổn định, có sự trợ giúp của thái tuế, ấn tinh cùng tham lang nhất bạch, còn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính, ví dụ như là kinh doanh nghề vụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Nhưng sự xuất hiện sao địa tang cùng với tang môn cũng sẽ mang đến một vài ảnh hưởng tổn thất tài chính ngoài ý muốn. Kiến nghị nên dành một ít tài chính phòng đến lúc phải dùng. Về mặt tình cảm, bởi vì có thái tuế tương trợ, người chưa lập gia đình sẽ dễ dàng lập gia đình. Người đã lập gia đình thì vợ chồng hòa hợp, tình cảm viên mãn. Lưu niên gặp địa tang cùng với tang môn, đây là hai sao xấu. Đối với sức khỏe của mệnh chủ tuổi Bính Dần 1986 bình an nhưng không có lợi. Năm nay thì mệnh chủ tuổi Bính Dần 1986 cần phải đặc biệt chú ý tới các vấn đề sức khỏe của bản thân, người nhà và bạn bè để tránh gặp bệnh rủi ro. Còn cần tránh hết mức có thể việc đi thăm hỏi người ốm, tang ma hay là tham gia một vài hoạt động thể thao mạo hiểm, kích thích nguy hiểm.
đồng thời cũng không được đến những nơi hoang vu, hẻo lánh, nguy hiểm, hoặc là những nơi không khí hỗn độn, hoặc là những nơi không khí u ám tương đối nặng. Để giảm bớt đi việc nhiễm phải khí xấu, phải luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn do các sao xấu mang lại trong năm 2020. Năm nay thì mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 khi mà xuất hành cũng cần phải chú ý tới an toàn của bản thân và tài sản, tránh việc bị trộm tài sản. Ngoài ra thì lưu niên gặp sao Cô Thần dễ dàng khiến cho mệnh chủ tuổi Bính Dần 1986 u sầu, sinh ra một ít cảm xúc bi quan hoặc do nhạy cảm suy nghĩ nhiều mà đầy phiền muộn. Bởi vậy, khi mà đang gặp chuyện không vui nên lập tức nghĩ thoáng, để tầm mắt nhìn ra xa một chút, dùng thái độ lạc quan tích cực để dễ dàng đón nhận những điều không được như ý ngẫu nhiên trong cuộc sống. Ngoài ra thì bạn nên dùng vật phẩm may mắn, vòng tâm hợp huyết long Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ, bình ổn và suôn sẻ. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Phương án thứ nhất, đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến Kim Lâu thì năm 2020 Canh Tý, gia chủ 34 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 là 34 tuổi nên không phạm phải Hoang Ốc. Còn xét đến Tam Tai thì nam mệnh gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 cần tránh các năm Tam Tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay là năm Canh Tý 2020, theo cách tính Tam Tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ Tam Tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Bính Dần 1986 nam mệnh sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để có thể tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Đối với nam mạng Bính Dần sinh năm 1986 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Điên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Giáp và Đông Nam là Ngũ Quỷ. Cung Khảm Thủy xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Điên và Đông Nam là Sinh Khí. Ngoài ra thì cần phải tránh bốn hướng xấu, đó là hướng Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Giáp và Đông Bắc là Ngũ Quỷ. Mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 cần chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, viên mãn. Và phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Theo tuổi Thiên Can Hóa Ngũ Phúc, Bính Hợp Tân Hóa Thủy vào những tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Tân thì có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Tân như là Tân Dậu 1981, Tân Mùi 1991, Tân Tỵ 2001, Tân Hợi 1971, Tân Sửu 1961. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc đó là Dần, Ngọ, Tuất, Hóa, Hỏa vào các tháng 1, 3, 4, 4 nhuận và 8 âm lịch. Nếu gia chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông, thuận lợi và may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất, sẽ chọn các ngày hoặc là giờ Ngọ, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Ngọ thì sẽ chọn ngày giờ, đó là ngày giờ Tuất. Về tuổi Thiên Lộc, tuổi Thiên Lộc thì mang lại tài lộc may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt nhất cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Bính Dần sinh năm 1986 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên,
đó là Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977, Quý Tỵ sinh năm 1953. Và tuổi Thiên Mã. Tuổi Thiên Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi nợ công, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Bính Dần sinh năm 1986 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Đó là Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân sinh năm 2004, Bính Thân sinh năm 1956, Canh Thân sinh năm 1980 và Mậu Thân là sinh năm 1968. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Bính Dần sinh năm 1986 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Hợi sinh năm 1959, Ất Hợi sinh năm 1995, Tân Hợi sinh năm 1971, Đinh Hợi sinh năm 2007 và Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Âm Quý Nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Bính Dần sinh năm 1986 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Dậu sinh năm 1981, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993. Ngoài ra thì do Dần Thân là chính xung nên mệnh chủ chú ý hạn chế việc tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Thân. Vị trí cung tài lộc: Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty của mệnh chủ sẽ cần chú ý, luôn luôn phải giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của mình. Về kích hoạt tài lộc năm 2020, theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để có thể kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình nhé. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm, nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau, nên các vị trí này mệnh chủ sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cũng sẽ cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Còn thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí sẽ cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tiếp theo đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất sẽ thường được đặt đó là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay thì cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn thì sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh. Đó là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài. Bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy,
đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc, đem đến cho không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh, hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy đó là mang đến sự may mắn, sức khỏe và sự vững vàng bên trong sự nghiệp. Lá cây thì hình trái tim, có đường vân màu trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loài cây phong thủy hợp với những người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 thuộc mệnh kim. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để có thể tăng cường được vận khí, mang lại bình an, may mắn để phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm, tháng, ngày, giờ, sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi, ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.